trong nước, Việt Nam lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền năm 2022 của Mỹ. Hơn 1 tỷ cổ phiếu trên sàn Upcom của ông lớn xăng dầu bị cảnh báo. Vì sao 20.000 căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có sổ hồng? Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh sẽ được cấp một mã tạm nếu không có mã định danh cá nhân. Hà Tĩnh, côn trùng lạ tấn công khiến hàng trăm người bị viêm da dị ứng. Lý do công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra để trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không sách chức cấm. Bởi đầu là phần tin trong nước. Thưa quý vị, liên quan đến báo cáo nhân quyền năm 2022 vừa được bị công bố có nội dung tố cáo một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chiều ngày 23 tháng 3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cho biết những quan điểm của Việt Nam trước thông tin trên. Cụ thể, đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới công cuộc phát triển đất nước và luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thủ hưởng của người dân. Ngoài ra, tự do cơ bản của con người cũng được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trong thực tiễn. Do đó, Việt Nam lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Đồng thời cho biết, Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở và trên tinh thần xây dựng với Mỹ về những vấn đề còn có sự khác biệt. Mới đây, Bộ Công Thương đã cho biết về tình hình xuất khẩu chè trong 2 tháng đầu năm nay. Theo đó, trong tháng 2, xuất khẩu chè đạt 6.900 tấn trị giá 11,3 triệu đô la Mỹ. Giá chè xuất khẩu bình quân cũng đạt hơn 1.641 đô la Mỹ một tấn, tăng 10,5% so với tháng 2 năm 2022. Tính tổng 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu chè đạt 13.600 tấn trị giá 22,6 triệu đô la Mỹ, giảm 7,9% về lượng và giảm 3,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá chè xuất khẩu bình quân vẫn đạt hơn 1.643 đô la Mỹ một tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Trung Quốc là thị trường tăng trưởng mạnh cả về khối lượng và giá trị. Trung Quốc đã nhập khẩu 426 tấn chè từ Việt Nam trong 2 tháng đầu năm. Giá chè xuất khẩu tăng cao nên khối lượng chỉ tăng 121%, nhưng giá trị tăng 411,2% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng theo Bộ Công Thương, việc mở cửa thị trường trở lại sau dịch Covid-19 là yếu tố chính khiến xuất khẩu chè sang Trung Quốc tăng trưởng trong những tháng đầu năm nay. Thưa quý vị, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hay còn được gọi là HNX vừa công bố quyết định đưa cổ phiếu của Tổng công ty Dầu Việt Nam hay còn được biết là BVOI với mã chứng khoán OIL, OIL đang giao dịch trên sàn Upcom vào diện cảnh báo từ ngày 23 tháng 3. Lý do là báo cáo tài chính năm của BVI bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên. Trong đó, kiểm toán đã đưa ra 3 ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản đầu tư vào công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí. Khoản phải thu khác từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với số tiền gần 170 tỷ đồng, hay còn được hiểu là khoản lỗ tại công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư trước khi chuyển sang công ty cổ phần. Và cuối cùng là giá trị của các lỗ đất của công ty cổ phần xăng dầu khí Sài Gòn. Phản hồi về thông tin trên, PVO cho biết, thực tế các điểm kiểm toán ngoại trừ nêu trên là những vấn đề xảy ra từ trước khi công ty cổ phần hóa. Đồng thời nhấn mạnh các điểm đó không ảnh hưởng đến việc tồn tại và giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 3, đại diện Hội đồng Dân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi giám sát Ủy ban Nhân dân Quận 7, huyện Nhà Bè và các đơn vị liên quan về công tác giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, hay còn được gọi là sổ hồng cho tổ chức và cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong 56 chung cư tại quận 7 được đưa vào sử dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, có 29 chung cư và 2 dự án nhà ở riêng lẻ, với hơn 16.900 căn chưa được cấp giấy chứng nhận. Tương tự, ở huyện Gia Bè cũng có 21 dự án hoàn thành sau ngày 1 tháng 7 năm 2014, với tổng số căn hộ và ở riêng lẻ là 12.645 căn, trong đó còn 3.844 căn chưa được cấp. Nguyên nhân là do nhiều dự án chưa xác định được tiền sử dụng đất phải đóng hoặc xác định được dân chủ đầu tư chậm đóng. Mặt khác, một số dự án đang bị kiểm tra, đề nghị tạm dừng để giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai. Riêng huyện Nhà Bè còn tồn tại nhiều dự án sử dụng vào mục đích hỗn hợp, nên chưa có cơ sở pháp lý để cấp giấy chứng nhận. Trong khi đó, tại họp báo thường kỳ vừa qua, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có chuyện học sinh không có mã định danh thì không được tuyển sinh. Cụ thể từ nay đến hết tháng 4 năm 2023, ngành giáo dục và công an phải hoàn tất việc làm sạch dữ liệu, cấp mã định danh cho toàn bộ trẻ em trong độ tuổi đến trường, ưu tiên độ tuổi cuối cấp. Hiện toàn thành phố còn chưa đến 1% học sinh chưa xác định được mã định danh khi sai về ngày sinh, giới tính, địa chỉ hoặc do chưa có sự đồng bộ trong dữ liệu. Với các trường hợp này, ngành giáo dục sẽ bàn giao toàn bộ dữ liệu cho phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Công an thành phố Hồ Chí Minh ra soát trên cổng thông tin, hoàn tất tất cả dữ liệu của trẻ đầu cấp trước ngày 15 tháng 4. Đặc biệt, đại diện sở nhấn mạnh ngành giáo dục luôn đảm bảo quyền lợi của học sinh là trên hết. Với những trường hợp bất khả kháng không thể cấp mã định danh cũng đã giữ tính hướng xử lý cấp mã tạm để tham gia vào việc tuyển sinh đầu cấp. Những ngày qua tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều người dân hết sức lo lắng khi phát hiện da bị dị ứng, đổi mẫn ngứa. Theo điều tra sơ bộ, hiện có 46 hộ gia đình với 126 người dân có biểu hiện sẩn huyết thanh, chính giữa có vết đốt, vết xước da, sẹo tham gia do cào gãi tập trung nhiều ở vùng da hở như cẳng tay, cẳng chân, thậm chí toàn thân. Sau khi tiến hành bắt côn trùng để định loại và triển khai các bước xác định nguyên nhân, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết đây là loại bò chét chuyên đốt và hút máu súc vật, thường ở những nơi có mật độ súc vật đông đúc. Khi nguồn thức ăn thiếu, chúng sẽ chuyển sang đốt và hút máu người. Do đó, ngành y tế địa phương cũng khuyến cáo người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống bò chét, đặc biệt là khi có các triệu chứng sẩn ngứa do côn trùng đốt cần đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Liên quan đến việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không sách chất cấm, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, yếu tố lỗi về mặt chủ quan của tội phạm chưa được chứng minh. Theo đó, ông Hà cho biết, muốn khởi tố bị can thi hành vi phạm phải đảm bảo 4 yếu tố cấu thành. Trong trường hợp này, yếu tố lỗi về mặt chủ quan của tội phạm chưa được chứng minh và quá trình thu thập tài liệu chứng cứ cũng không chứng minh được yếu tố này. Ông Hà phân tích, nếu các tiếp viên hàng không biết việc vận chuyển chất cấm, thì số tiền vận chuyển chắc chắn không bằng giá của hàng tiêu dùng bình thường. Đồng thời nhấn mạnh, việc điều tra xử lý liên quan đến quyền con người phải rất thận trọng. Mặt khác, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất cấm. Do đó, việc trả tự do cho các tiếp viên hàng không không đồng nghĩa với việc vụ án kết thúc. Thưa quý vị, mới đây, Hội Gia Báo Việt Nam đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Hòa Bình vào cuộc vụ phóng viên báo nông thôn ngày nay bị hành hung tại nhà máy giấy thuận phát. Cụ thể, sự việc xảy ra vào chiều ngày 21 tháng 3, khi nhóm phóng viên có sự phối hợp của Phòng Tài nguyên và Môi trường Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình tới nhà máy giấy thuận phát để ghi nhận về tình trạng ghi xả thải trái phép và hoạt động chui của cơ sở. Trong lúc nhóm phóng viên đang tắt nghiệp tại khu vực bể xử lý chất thải của nhà máy, một số người tự xưng là giám đốc và bảo vệ của nhà máy đã hành hung, phá hỏng phương tiện tác nghiệp và cản trở không cho quay phim. Liên quan đến sự việc, cục báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn gửi công an tỉnh Hòa Bình đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tối ngày 23 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Biên Hòa điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ tại tiệm spa. Trước đó, lúc hơn 17 giờ chiều cùng ngày, chủ tiệm spa, 41 tuổi, đã được khách phát hiện tử vong trong phòng ở tiệm khu phố 4, phường Long Bình. Kể sau đó, vụ việc được trình báo đến chính quyền địa phương. Tại hiện trường, nạn nhân nằm gục trên sàn trên người có vết thương, quần áo dính nhiều máu, đồ đạc trong tiệm có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn. Bước đầu đang xác định, người phụ nữ này vừa thuê kiosk ở khu phố 4, phường Long Bình mở tiệm spa được 3 đến 4 tháng nay. Công an nhận định đây có thể là vụ án mạng nên huy động lực lượng trinh sát đến hiện trường thu thập chứng cứ, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy bắt hung thủ. Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng và gió phơn trong những ngày qua ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng. Đáng kể nhất tại Hòa Bình, có tới 3 trạm đo tại Lạc Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ vượt bốc lịch sử trong tháng 3 năm 1996. Bắc khác do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh, từ chiều tối ngày 24 đến ngày 25 tháng 3, Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông rải rác, còn các khu vực khác vẫn tiếp diễn nắng nóng gây gắt. Tuy nhiên, từ ngày 25 tháng 3, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực Trung Trung Bộ nắng nóng giảm dần. Ngoài ra, không khí lạnh tràn xuống khi chúng ta đang chịu tác động của đợt nắng nóng mạnh, kéo theo sự tranh chấp giữa hai khối khí dẫn đến khả năng gây ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay thùy dương cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau